Top 5 tiền đạo cắm hay nhất ngoại hạng Anh 2018-2019. Dưới đây là xếp hạng 5 tiền đạo cắm xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2018-2019. Vị trí thứ 5 là Harry Kane của Tottenham. Không quá bất ngờ khi Harry Kane xuất hiện trong danh sách này, tuyển thủ người Anh hiện được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất làng túc cầu. Chân sút số 10 cùng với Son Heung-min trở thành bộ đôi song sắt khét tiếng trên hàng công của gà trống. Ngôi sao 25 tuổi đã có khởi đầu chặng đường tươi đẹp tại mùa giải 2018-2019. Chỉ tiếc rằng, chấn thương ở đoạn cuối khiến anh phải ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu. Song, Kane cũng đóng góp 17 bàn thắng cùng 4 kiến tạo cho câu lạc bộ. Vị trí thứ tư, Diogo Jota của Wolves. Vượt mặt nhiều ngôi sao tên tuổi, Diogo Jota đã góp mặt ở vị trí thứ tư trong danh sách này. Tuyển thủ 22 tuổi đang có một mùa giải như mơ trong màu áo Wolverhampton khi trở thành chân sút chủ lực của câu lạc bộ. Tiền đạo số 18 thi đấu ổn định, di chuyển và đọc tình huống tốt, đặc biệt khả năng dứt điểm không hề kém cỏi. Ở tuổi 22, Jota đang từng bước đánh dấu tài năng bản thân tại đấu trường khắc nghiệt Premier League. Tới nay, ngôi sao số 18 đã đóng góp 9 bàn thắng và 5 kiến tạo cho câu lạc bộ. Vị trí thứ 3, Raúl Jiménez của Wolves. Thêm một ngôi sao nữa của Wolves xuất hiện trong danh sách này, đó chính là Raúl Jiménez. Cùng với Jota, tuyển thủ người Mexico trở thành bộ đôi song sắt khiến nhiều câu lạc bộ khác phải khiếp sợ, kể cả nhóm đại gia Big Six. Chân sút số 9 sở hữu khả năng di chuyển thông minh trong và ngoài vòng cấm, giúp anh dễ dàng kiểm soát bóng cũng như làm bàn. Tới nay, tiền đạo 28 tuổi đã có 13 bàn thắng và 7 kiến tạo cho câu lạc bộ. Vị trí thứ 2 là Alexandre Lacazette của Arsenal. 2 năm ở Arsenal, Lacazette ngày càng quan trọng và trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công của đội nhà. Mùa giải này cùng với Aubameyang san sẻ vị trí trên hàng công, tiền đạo người Pháp vẫn cho thấy được khả năng, tầm ảnh hưởng của mình với pháo thủ. Không chỉ xuất sắc tại Premier League, chân sút số 9 còn thể hiện được bản năng săn bàn sát thủ tại đấu trường châu Âu. Tới nay, anh đã bỏ túi 13 bàn thắng cùng với 8 kiến tạo cho câu lạc bộ ở giải quốc nội. Và vị trí số 1 gọi tên Sergio Aguero của Manchester City. Kun Aguero về vị trí số 1 không có gì để bàn cãi. Tuyển thủ người Argentina đã có một mùa giải xuất sắc trong màu áo Man City khi săn hàng loạt những kỷ lục khủng tại Premier League. Không chỉ liên tục vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới ngoại hạng Anh, tiền đạo số 10 còn góp mặt trong top 10 chiếc giày vàng châu Âu. Và tới nay thì chân sút Nam Mỹ bỏ túi 20 bàn thắng cùng với 8 kiến tạo cho đội nhà.